Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc Tuyên. Chào mừng các bạn đến cái video của mình ngày hôm nay. Trong cái thời gian vừa qua, chắc hẳn các bạn cũng nghe tới cụm từ liquid staking rất là nhiều đúng không? Thêm cái cụm từ đó là liquid staking derivatives rất là nhiều. Và tất cả mọi người ở trong cái thị trường cryptocurrency của chúng ta đều nói rằng sắp tới rất có khả năng cái chain liquid staking derivatives nó sẽ bùng nổ, được viết tắt đó là chain LSD. Nó sẽ bùng nổ rất là mạnh mẽ trong cái năm 2023 này khi mà Ethereum cập nhật bảng Shanghai. Ok, thì bây giờ trong cái video này mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về liquid staking là gì các bạn nhé, cũng như là mình sẽ cho các bạn 4 cái dự án hàng đầu về liquid staking này và nó đều được list lên sàn Binance, cực kỳ tiềm năng trong cái thời gian tới. Nếu mà thực sự có chain LSD thì chắc chắn là 4 dự án này nó sẽ bay rất là mạnh trong cái thời gian tới. Thì như chúng ta cũng đã biết đó là vào đầu tháng 2, cái đội ngũ phát triển của Ethereum cho biết rằng họ sẽ triển khai cái bản testnet ở trên Dinh Giang cho phép người dùng rút các ETH được staking. Và chính điều này thì nó hứa hẹn sẽ bùng nổ cho các dự án liquid staking derivatives tiềm năng LSD ở trong năm 2023. Và hiện tại Ethereum là blockchain dẫn đầu trong cái việc áp dụng cái cơ chế proof of stake. Tuy cái mức staking ratio nó chỉ là 14% theo cái thông số staking reward ban đầu, thấp hơn rất là nhiều so với các blockchain layer 1 khác như là Cardano ADA ấy, thì lượng staking lên đến 72%, hay là BNB chain là 96,8% và Solana là 70%. Thì chúng ta thấy Ethereum mới có 14% thì nó còn rất là nhiều tiềm năng để người ta staking nữa đúng không? Vậy thì những cái dự án mà nó hỗ trợ cho việc staking cho Ethereum chắc chắn là nó sẽ bùng nổ trong cái thời gian tới. Thì đầu tiên mình và các bạn tìm hiểu về bối cảnh về liquid staking này các bạn nhá. Thì như các bạn cũng đã biết đó là sau cái Ethereum the Merge nó đã làm tăng nhu cầu staking rất là đáng kể. Và đáng chú ý với việc người dùng stake ETH và nhận lại STETH ở trên Lido Finance nó tăng rất là mạnh. Để người dùng có thể sử dụng STETH trong các giao thức như là cho vay ở trên AV và tham gia các hoạt động cung cấp thanh khoản trên các AMM. Và tiếp theo thì chúng ta tìm hiểu cái công cụ Liquid Staking Derivatives, nó đang phát triển rất là nhanh chóng và có khả năng nó sẽ bùng nổ hệ sinh thái DeFi ở trong cái tương lai gần. Và các công cụ LSD đóng cái vai trò là cái sự phát triển của staking, đó là sự phát triển của Liquid Staking để tăng cái hiệu suất đầu tư vào cái tài sản trên tiền điện tử. Thì bản thân mình và các bạn khi mà tham gia đầu tư, chúng ta tin tưởng vào một cái dự án nào trong dài hạn thì chúng ta đều đem cái đồng coin của chúng ta đi stake đúng không? Thì trước đó thì Ethereum nó cũng cho stake nhưng mà nó sẽ khóa các bạn trong một cái thời gian nó rất là lâu. Thì đôi khi mà chúng ta muốn lấy ra để chúng ta bán tài sản thì cũng không được. Nên là cũng có rất là nhiều dự án nó giải quyết cái vấn đề đó cho Ethereum các bạn nhá. Thì tí nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn mấy cái dự án hàng đầu để cho các bạn có cái kế hoạch đầu tư của mình với cái chain này. Thì như chúng ta đã biết đó là trong năm 2023 thì cái bảng fork Shanghai của blockchain Ethereum nó sẽ diễn ra và nó cho phép người dùng rút token ETH đã stake của họ, và điều này giúp cho rất là nhiều người an tâm hơn khi mà stake ETH thông qua cái Lido Finance nhằm gia tăng cái số lượng token ETH họ đang được nắm giữ đúng không? Và như các bạn cũng đã biết đó là trong tháng 1 thì Binance họ cũng đã công bố niêm yết cái dự án Rocket Pool, cái dự án RPR các bạn ạ, một cái giao thức staking Ethereum 2.0 được thành lập từ năm 2016. Và chính cái điều này thì nó cũng củng cố thêm cái niềm tin về một cái làn sóng bùng nổ cho cái lĩnh vực này trong năm 2023. Ok, thì vậy bây giờ mình và các bạn sẽ tìm hiểu liquid staking là gì. Staking nó là một cái mảnh ghép vô cùng quan trọng của DeFi. Nó cho phép người dùng trở thành validator hoặc là delegator để tìm kiếm lợi nhuận từ các tài sản hiện có. Và sau khi mà deposit các tài sản vào các giao thức staking, người dùng có thể tham gia các hoạt động trên cái mạng lưới và nhận phần thưởng từ trên nền tảng. Tuy nhiên cái điều này nó khiến cho người dùng phải giam vốn lại mà bỏ lỡ rất là nhiều cái cơ hội kiếm thêm cái lợi nhuận ở trên các nền tảng DeFi khác. Và chính điều đó thì sáng kiến Liquid Staking Derivatives nó ra đời. Đây, nó chính là Liquid Staking Derivatives, ký hiệu là LSD. Thì Liquid Staking Derivatives nó là một cái giải pháp cho phép người dùng tạo ra các tài sản tích hợp với các tài sản được lựa để stake trên mạng lưới. Nó cho phép giao dịch các tài sản được staking, luân chuyển các tài sản tổng hợp và tham gia các hoạt động trên các giao thức khác. Và thông thường thì người dùng có thể lựa chọn một trong hai cái phương thức staking trong giao thức để xây dựng mạng lưới và nhận các block reward.
Thứ hai đó là tham gia các chương trình incentive cũng như là retargeting trên mạng lưới để tìm kiếm cái lợi nhuận. Thì nhờ vào cái cơ chế staking thì người dùng hoàn toàn có thể thực hiện hai cái hành động trên cùng một lúc bằng cách thế chấp các tài sản gốc của mình trên cái giao thức và nhận lại một lượng token tương ứng để tham gia hoạt động trên hệ. Vậy thì bây giờ mình và các bạn sẽ tìm hiểu xem những lợi ích cũng như là cái hạn chế của cái liquid staking derivative này các bạn nhé. Thứ nhất, chúng ta xét về cái mặt tích cực. Về cái điều đầu tiên thì nó sẽ giúp đa dạng hóa các danh mục đầu tư. Và thứ hai đó là các khoản vay được đảm bảo bằng các crypto tương ứng. Và cái thứ ba đó là nó thuận tiện truy cập vào các tài sản của các bạn. Và thứ tư đó là nó tăng và duy trì cái thanh khoản tổng thể của toàn bộ mạng lưới. Còn đâu là nó cũng có những cái hạn chế, tức là ví dụ như là nó có thể là xảy ra những cái rủi ro mất giá. Thì giá của các tài sản mà đem đi staking ấy, nó cũng có thể là bị giảm so với lại mức ban đầu mà chúng ta vẫn chưa bán được. Cái hạn chế thứ hai đó là rủi ro về đánh mất token phát sinh. Tức là ở đây nếu mà người dùng làm đánh mất các liquid token thì họ sẽ mất vĩnh viễn các token đang được staking ở trên mạng lưới các bạn nhé. Và cái hạn chế thứ ba đó là mạng lưới không được đảm bảo. Thì ở trên thì mình vừa mới chia sẻ về cái liquid staking là gì này, cũng như là liquid staking derivative là gì, cũng như là những lợi ích và những cái hạn chế của nó. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn bốn cái dự án mà mình đánh giá gọi là cực kỳ tiềm năng trong cái thời gian tới. Nếu mà trên RSD này nó bùng nổ thì chắc chắn là bốn cái dự án này là bốn cái dự án bùng nổ hàng đầu các bạn nhé. Thứ nhất đó là dự án Lido DAO. Cái dự án này là dự án hàng đầu luôn các bạn ạ. Đó thì hiện tại bây giờ là cái rank của nó đang đứng thứ 29 và giá hiện tại của nó là $3. Như hôm vừa rồi thì nó tăng từ $1 lên $3, nó hồi rất là nhiều khi mà Bitcoin điều chỉnh, đúng không các bạn? Ok, thì cái nền tảng Lido này nó là một cái nền tảng staking được xây dựng từ năm 2020 và Lido nó đã sớm nhìn thấy được những cái vấn đề của Ethereum sau khi mà nâng cấp sang Ethereum 2.0 bằng việc sử dụng cái cơ chế đồng thuận Proof of Stake. Sau cái sự kiện Zermatt Ethereum thì Lido Finance đã cho thấy cái sức ảnh hưởng của mình khi mà kéo dòng tiền khóa trên hệ TVL Lock. Tính từ tháng 1 năm 2023 đến cái thời điểm hiện tại thì TVL Lock của DAO nó đã tăng khoảng hơn 40%, rất là nhiều đúng không các bạn? Và theo như các dữ liệu hiện tại thì Lido Finance nó đã chiếm 30% trên tổng số lượng ETH được stake trên cái mạng lưới và trở thành nền tảng liquid staking derivatives lớn nhất trên mạng lưới Ethereum. Rất là tiềm năng đúng không các bạn? Về cái dự án thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là dự án Rocket Spoon. Thì ngay ở trên đầu thì mình cũng đã nói với các bạn đó là hôm 18 tháng 1 ấy, thì Binance nó đã công bố niêm yết Rocket Pool, dự án RPL bằng các cặp giao dịch kéo theo các làn sóng cộng đồng tìm kiếm các cơ hội kiếm tiền lợi nhuận trên cái nền tảng RSD này. Thì Rocket Pool RPL là một cái giao thức cung cấp các dịch vụ staking trên Ethereum và được thành lập từ năm 2016. Nó cho phép những người dùng cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các ứng dụng DeFi và nó không chỉ cung cấp các dịch vụ staking đơn thuần. Rocket Pool nó còn cho phép người dùng trở thành các node operator để nhận thêm nhiều các phần reward nhất định được sinh ra từ các staking user ở trên các node. Thì theo mình tìm hiểu đó là cái Rocket Pool này nó cũng đang thu hút được lượng dòng tiền khá là lớn vào cái dự án các bạn ạ. Tức là chỉ tính riêng ở trong cái tháng 1 năm 2023 thì cái dòng tiền được khóa trên hệ TVL Rock đã tăng gần gấp 2, tức là từ $500 triệu lên hơn $900 triệu các bạn. Nó rất là tiềm năng đúng không? Và cái dự án này thực sự là nó cũng rất là đáng để tiềm năng trong năm 2023 các bạn nhé. Chúng ta nhìn thấy đó là cái max sắp cung hết ra thị trường rồi và đến hiện tại thì nó sẽ không còn bất cứ cái một lần xả token nào nữa. Tổng cung của nó chỉ có khoảng 19 triệu, gần như là bằng với cái giá của Bitcoin đúng không? Trước đó nó đã cũng tăng rất là nhiều, nó từ 0.2, 0.3 nó lên đến tận 50, tức là đã x khoảng mấy trăm lần. Thì Rocket Pool nó là cái dự án thứ hai mà các bạn cần phải để ý trong cái chain liquid staking này các bạn nhé. Và dự án thứ ba đó là dự án Flashshare với mã token nó là FXS. Thì chắc hẳn ở trên sàn Binance thỉnh thoảng các bạn thấy cái dự án này nó ở trong top tăng giá rất là mạnh đúng không? Thì cái con Flashshare này nó cũng là một con trong cái chain RSD các bạn nhá. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu xem nó là gì. Flashshare Finance này nó là một cái dự án tiên phong trong cái lĩnh vực phát triển mô hình stablecoin thuật toán bằng cách hỗ trợ một phần bằng tài sản thế chấp của người dùng. Và cái hệ sinh thái Flash được phát triển dựa trên hai stablecoin chính, đó là Flash bằng chứng 1:1 với đồng USD và FPI
2022 được bảo chứng dựa trên cái chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ, và nền kinh tế Flash Finance được vận hành chủ yếu xung quanh hai stablecoin song song với một AMM trên mạng lưới FlashSwap và cái nền tảng cho vay FlashLand. Nó làm rất là nhiều thứ đúng không các bạn? Thì ở đây thì chúng ta thấy token của họ thì nó đang giao dịch loanh quanh ở mức đó là 10 đô, tổng cung của nó là 99 triệu này, và hiện tại bây giờ nó đã cung ra thị trường là 74 triệu, tức là nó rơi vào khoảng 73,4% đúng không? Cũng là cơ bản nó tung ra gần hết rồi, và cái giá hôm vừa rồi nó về sâu nhất đó là khoảng 4-5 đô. Chúng ta chờ điều chỉnh dưới khoảng độ 6-7 đô thì các bạn có thể DCA dần dự án này. Nếu mà đến trend của nó sẽ bùng nổ, có thể giúp các bạn x10 là chuyện bình thường các bạn nhé. Và cái dự án thứ tư cũng như là dự án cuối cùng mình chia sẻ cho các bạn đó là dự án StarFi với mã token đó là FIS. Thì cái StarFi này được viết tắt bởi sự kết hợp staking cộng với finance. Thì đây là một cái giao thức DeFi đầu tiên có khả năng mở khóa tính thanh khoản cho các tài sản được staking. Thì đối với cái dự án StarFi này thì người dùng có thể stake các token theo cái cơ chế Proof of Stake thông qua StarFi, và người dùng sẽ được nhận lại các R token, và các R token này sẽ cho phép người dùng có thể giao dịch, có thể được rút ra bất cứ lúc nào và có thể trao đổi và nắm giữ với con số rất là nhỏ, khá là tiện lợi đúng không? Và cái token FIS được xem là một cái dự án Rollcap ở trên Binance, và giá hiện tại của nó bây giờ nó đang loanh quanh ở mức 0,7 đô, còn thời điểm mà nó về sâu nhất là về khoảng 0,25 đô. Nó cũng đã x2 và đã gần x3, và tổng cung của nó là 114 triệu, bây giờ đã ra là 60 triệu, tức là 53%, thì khá là tiềm năng. Nếu mà cái trend bùng nổ thì cái con FIS này nó cũng tăng trưởng rất là mạnh mẽ các bạn nhá. Nếu mà bây giờ giá mà tầm dưới 0,5 thì các bạn cũng có thể DCA dần được vào cái dự án này, rất có thể là giúp các bạn x10 x20 tài sản một cách dễ dàng các bạn nhá. Vậy ok, trong cái video về tìm hiểu về trend RSD của mình đến hôm nay là kết thúc. Nếu mà các bạn thấy cái video của mình hay thì hãy cho mình một like, cũng như là chia sẻ cái video của mình đến với những người bạn của bạn đang cần. Và nếu mà bạn chưa đăng ký kênh YouTube Crypto News của mình thì hãy vào đăng ký kênh để nhận được những cái thông báo sớm nhất, cũng như là cập nhật được những cái video phân tích về những cái dự án tiềm năng, cũng như là những cái tin tức thị trường sớm nhất cho các bạn, để cho các bạn có cái hướng đầu tư cho năm 2023 và năm 2024 để kiếm được cái lợi nhuận cao nhất các bạn nhé. Ok, và đến đây video của mình xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn đầu tư thành công.